Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, không bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé bỏng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe. Em mới qua đây á, em muốn học thì phải từ từ. Nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em rồi nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên anh hiểu không? Em điên dần lên xong em lấy tiếng Việt ra. Em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì. Xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên. Thế là nó cho em đi. Trời ơi. Em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à. Thế hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đây xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em cũng đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa, sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy cười rồi đúng không? Nghe thì rất là buồn cười nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay.
Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy, nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn, còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Tờ không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia chỉ ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân ly đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân phân. Em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạt chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy con coi. Đó. Tướng em là dông dỏng cao như nè, chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Lồi ói. Anh một người chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không này này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ớt. Trời ơi, lột da, cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn, ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này, môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng tao mua cá sao mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kìa, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có xảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi. À, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em cái việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng, xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi. Không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết. Từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy, xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ấy. Học cho nó đỡ buồn thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi về. Anh,
đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. À. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang đang em đang cột lại hết rồi. Rồi. Nó thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ. Có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông gáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả thì tôi mới ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm. Đấy đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à. Gớm khổ sao không lê, tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy ngày đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đây. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Sorry. Hả? Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ô, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn á, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn buồn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Đây này nữa. Ông nhìn đi. Cái gì? Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi này. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn cái bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bà có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành mà trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi xa đọa mà có bằng neo, ăn chơi xa đọa mà học được tiếng Anh, ăn chơi xa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi.
bé đi. Mỏng. Mỏng gì? Bé Mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng ở trong nhà, em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi xa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng dòng thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Hai này nè. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đối bụng à? Ừ. Ôi thế được rồi, ngày hôm nay anh nghỉ việc gì, không đi làm gì. Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê, cái gì? Em cook cho cook, anh ăn. Có chuyện đàng hoàng, trời đất ơi cái đó. Năm trước rồi em ơi. Vâng, vâng, vâng. Dần, sao ngoài kia chưa có mưa? Đổ tay đúng không ơi? Go! Hey! 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 Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có tuyết rơi? Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vì vậy mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật, mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát. Thấy không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài Cò bay, cò bay. Bay nhảy cái gì? Bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Nó cười quá. Hát cái nhạc cà giật, người ta nhìn vô người ta cười. Và mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên. Hả? Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha, tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mưa đắng mây vẫn hay đi quê, vẫn mưa mưa rơi trên đường thì thầm, trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát là hát như vậy. Hát như vậy. Ông tào lao ông ơi, ông hát của tào lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng. Thì bởi hỏi trong tình yêu
mình hỏi nhiều câu cắt cớ mới gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có năng, không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, thấy chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh bị da mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, giải nhất mà. Thi giải gì? Cái cuộc thi gì, Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vi Star hả? Vi Star giải nhất. Đừng có tào lao, tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vita tôi giải nhất. Vita là chương trình Thúy Nga, Paris by Night ta tổ chức. Tôi đâu giờ thấy ông đâu. Thôi, không thấy mặt ông. Ngay từ vòng loại. Vita Paris Night gì? Paris by Night. Ông, Vita của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ạp ạp tôi vẫn hát. Biển sông đừng xô tôi. Phàm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi. À. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, rồi sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới. Đó, thấy biển trôi rồi tôi hát. Ô, rừng núi của ta thàm. Rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim chạy đạp xuống. Sao mà đạp không? Hát quá chim bãi chân chạy bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? Hả? Chấn thương cổ gì? Nè, sao không chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Cái chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy? À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong vị dưỡng lão này, còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay lắm. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống. Sao? Sao mấy hổng đài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong diễn lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổng đài không thấy bà Liễu. Bị bả mấy cái môn hát bả mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. Ờ. Hổng đài cái da bả xanh xao lắm. Tôi nghĩ chắc bả uống trà xanh á. Rồi bả lấy cái xác trà bả ướp mặt bả hay sao á. Hả? Lấy trà xanh á rồi lấy cái xác á ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó chứ trà xanh nào mà uống xanh da cha. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ, chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô trong dân. Thôi lên đi bạn. Người ta là 15, 16 tuổi người ta hát bài Gái Xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà Xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn Xuân của tôi khoe cái khác mà. Ôi, hát cô gái còn Xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần. À, quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái Xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à? Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh đó. Khúc còn lại là của tôi, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ. Không mà... nên nết mà lá chùm. À? Làm gì? Ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại. Ở trong diễn lão mà làm như là ở bên Australia đeo vàng ngập mặt học sàng học xoài được ganh tị. Ừ, gia đình tôi có điều kiện
điều kiện con tôi nó nói má ơi má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì con mua mớ hột sòn vô cho má bắn chim chơi trời ơi dạ rồi đâu có bắn đâu thôi để đeo cho nó vui vậy mà thôi 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 nè có tiền là để dành chữa bệnh đi cái mặt gì xuống sắc lắm rồi đó tôi xuống cũng kệ tôi vô đây ở nghe xin lỗi đi gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu đưa tôi vô đây ở để làm gì tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó làm từ thiện thôi xin lỗi không cần đây không cần nghe nhà mình được cái là cái gì cũng không có mình ngoại trừ tiền nghe tiền rất nhiều con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng nó nói ba hỏng mấy 246 357 ba chia ra ba ở chủ nhật bạc ti nhà cuối cùng nói thôi ba già rồi đi tới đi lui mệt không ba vô ba ở đi không con chết tôi nói không tao vô viện dưỡng lão tao ở cây cảnh hữu tình cho vui trời trời tính ra như anh là được đó mình lớn tuổi rồi dọn nhà dọn tới dọn lui làm chi dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn làm chi đi sao nổi chờ dọn một căn một vô Bình Hưng Hòa yên tĩnh ủa có khu mới hả khu nào hả nghĩa địa cha này vô duyên à vô bán lựu đạn hả đổ á không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn ủa thích vô được không nó có điều có lý do nha xin lỗi nha cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp mình vô đây là chi để mình gọi là giống như mình đi gọi là nhìn mấy đứa nhỏ trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ xin lỗi ông à tôi không có cần gì hết cuộc đời tôi buồn thì lấy đờn ta hát thôi ô mê ly đời ta hay quá có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vọng lại y chang mấy bài cũ kệ tôi trời ơi trời xin lỗi cuộc sống của mình á còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng thấy không tận hưởng gì được cái không có đẹp trai mà có duyên hiểu không ai nói tôi ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn này thấy không nè gì hot girl gọi miết thôi gọi mà cái hãng điện thoại nói kêu bạn gái đừng gọi nữa nhiều tiền quá thanh toán không nổi đâu alo heo con hả trời ơi trời ơi đó nó đâu có quen người được nó chơi tới heo rồi đó heo con hả anh thỏ trắng đây ông thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả chắc vậy quá alo thỏ trắng anh sao hả cái gì mệt quá hả sao gì Mới môi lên kìa rớt cái môi rồi không sao đâu thở đi hả viết thư tay gửi bảo vệ hả ra lấy hả ung cái hả thôi bữa sau đừng bắt hung nữa nha bữa hung cái ướt điện thoại tay màn hình 2.5 triệu cấp máy over hay không cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy đó, nó sung không đó bây giờ mình ra nè mình lấy cái thư gọi là thư tay bỏ vào bảo vệ mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha không cuộc sống khi mà nó có cái gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha đây. Hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè nha tình ái gì vô duyên cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha chứ không đâu ai hợp với ông bà gì có khi nào ông nói thiệt không ô cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe mệt không tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ cha có duyên bà duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà ngừ không ra ngừ heo không ra heo ai
đừng làm nhiếu mệt chết mẹ. Rồi gì mà không quéo dữ vậy ông? Sướng đó. Sướng quá mà nó quéo người, tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô trong cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng cha nhớ, mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh, em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta sum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc chút đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn gì? Gì? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Mary Manai hả? Bà tóc tiên Manai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát ở trong Mary Manai đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà, cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc chợ Thủ Đức, bà tên Tiên, người ta kêu em tóc Tiên, Tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì? Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại. Cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc, tới đọc lui cũng vui. Còn hơn những người mà không có, sắp chết già, chết mòn đó, trên ghế đá. Ôi trời. Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thiệt hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thui điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thui điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bển nào? À, bên kia bà này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ê, qua xa. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức, cho nên trời cho. Cái vòng mà thất đức là phù mỏ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần ha. Lại ơi. Bà là ngu duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á. Cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết? Sao biết? Bảo vệ kêu báo ra, ra lấy thơ. À thơ, thơ bên Mỹ à? Tôi qua thấy nha. Ê, khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Trời, tôi giống nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị điếm hột sàn. Đây trời. 3K nè, 6K đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18K, hai bên 36K. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học toàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Trong có cơ sở đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hôm nay xanh lè xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó, thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc ngay chơi. Bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè.
Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Hay nước ngoài ta lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa coi đó. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Ký tên Barito. Ồ. Ghê không, ghê không? Lên hương, lên hương, lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Ồ, vui quá. Cha là vui, sợ cha em ơi, con gái ai nấy cũng thiệt vui. Nè, 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 vừa vừa phải phải ta nghe. Ồ, trời ơi, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói cái quen với tụi tin đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Nó mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không? Đây, 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 sao tụi chị vậy? Loài chành té bứa đây ha. Gì vậy? Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu. Ông coi đi đó. Cái đó là người ta gửi trên trên Facebook mà không in là cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè, tại sao ba người ở chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, 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 bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Hay gốm á, thân chưa dướng bụi trần, hay gốm á. Nè, tại sao ông ở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không việc tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ, chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ, ký tên Mã Thị Tố. Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa. Để cho chị ra ngoài, chị điếm hột sàn ha. Ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé. Hay quá ha. Ôi giờ sao, có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi là ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi, người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai nọ kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè. Bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bà đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Con con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bà quen con yêu hả? Bấm cho biết coi. Alo, má hả má? Má à, con nói má nghe nè, mai mốt á, má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi. Rồi má cần cái gì á, rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài. Chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao? Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi, mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao? Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết pin rồi. Ôi, 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 ôi. Ê, bà quên cái vỏ. Bà xạo mình hả, đúng không, đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bởi gì? Ờ, đi ngang. Cảm ơn à, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ, quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi.
Thôi còn tiền bị cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu, khi nào má rảnh mới... Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới gì à? Bà Liễu, nhà cứ cho mướn hết đi, má không có ở. Liễu à, cái dây điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mớ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Con bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, sao má vô đó chi ở nhà với con, vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nó chỉ thương thiệt mà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Hai anh chị đi, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên đúng không? Bây giờ buồn nào cái gì, mình phải hát, mình phải cười. Chị còn nhiều ngày sống ở đâu buồn làm vậy? Dạ sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nghe. Nhớ sao nhớ. Mai không có gây chuyện với tôi nữa nghe. Bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi cho mắc mơ gì ưa ai ưa ông? Mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi còn mưa âm luôn. Cái gì vậy? Ông ra mưa tôi vừa vậy đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Ê nói chống lên còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mẹ. Em đi em ơi. Hãy gây dấu những dòng lệ rơi. Hát đi bà. Hãy ngơ mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tiếng ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người. Ta làm mây bay khắp phương trời. Cười lên đi em ơi. Người người giống như dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn đời đi bà cô. Nhìn đổi thay ta vang tiếng ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời, ta đã chim bay khắp phương trời. Bà Liễu, má con biết là má thương con như... thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi. Giờ ông ơi, con không có vui má ơi. Thôi má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đập rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi?
Ô, hay nhỉ? Mó đâu? Thằng Mó! Thằng Mó đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát gì ngoài đây đây? Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đình. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ, con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc. Thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang Quảng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng. Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh. Lớn khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi, đánh golf là đánh cái gì? Nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốm để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi mà ôi giời, hôm nay sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy. Thế mà ông quá. Cụ sao thế? Tỉnh rồi. Sao thế? Không, cụ mày lâu lâu lại có cơn chuyển. Thế à? Thế thôi, chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Gớm, từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng Mó, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng Mó đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Gớm khổ. Con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế. Này, có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Gớm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợt tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi ấy, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi ấy, cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy, hiểu? Cụ. Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ô, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này. Dạ. Vợ thằng Mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết. Cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống, người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này. Dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy. Bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn là số 1 như số 10. Gớm khổ. Con là gái đã có chồng. Cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi! Ôi làng nước ơi! Cụ xã cũng dê tôi! Cấm một! Ô cụ ra này! Này! Dạ!
ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tin chưa, nhà mày mày làm gì mày la to thế hả? Này, dạ. Ông nói cho mình nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc với con ạ. Vớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết con lon màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ, người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm kia, nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoáng. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ê cụ. Con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. À, ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Thế Mỹ mày tên gọi gì? Ngược. Con tên thật trong giấy khai sinh của con tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À, qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Vâng. Đâm ra hay tự dưng mày mở lên lại ghe chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày là mõ hay tao là mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mổ máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đó bé ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. Cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Lắm khổ. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên đây. Dạ vâng.
Vâng, con rước cô Tránh ngồi ạ. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mậu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu ở trên á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mậu tới. Đưa phạm nhân ở làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, dành dụng suốt kiếp, chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mậu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mậu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mậu đâu? Mậu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu con vào liền. Nói đi anh, đừng nằm trên bàn. Nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài, dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay vậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối hả? Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hả? Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó nha. Tao bảo mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố, thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Chào cũng phải từ từ. Cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mậu. Dạ, cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mậu. Anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mậu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông gõ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Em trời đi. Ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào? Dạ. Dạ. Tại sao ạ? Cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chỉ riêng mày mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mậu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập hợp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mau 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 con qua đây, con qua đây. Là nữa hả? Từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lạy mày. Nhưng còn mà đây là đâu? Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi. Mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ. Mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy không biết, ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là giật dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Mậu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn hả? Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta xử, 1 giờ nó chạc thêm tiền cả chết luôn. Con là thật lòng lắm.
tao lạy mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. À, tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vỡ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi. Trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử xử lẹ lẹ đi. Còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi, nó thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Ôi. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cáng luôn thôi. Trời ơi, ông. Ờ, à, đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm được cho bà cầm đây. Cái hồ lô. Dạ đây. Ôi, sao ông xã? Đó tới ông. Đỡ phụ cây. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ. Cậu nhẹ tưng. Không còn cái búa nào à? Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à? Cầm có một tay mà ông cầm thì cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à? Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ, mặt nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng khi hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái trên liền mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè, nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻm mép nhỉ? Thì có sao nói tao hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai ấy mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc đó. Tao ơi, mày cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Cái giọng trầm quá. Đâm cái đầu mày ra phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Tôi thấy thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi, con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ, mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm ba ơi đừng mà. Thấy gì ra chú ba, ba đừng. Cúp ba đi, đây đây, mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa? Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi, 1.800 người mà 10 người một hồi vị trí là 180 thôi. Xin lỗi đi, thôi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cánh mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng nó uống 80 ngụm nước nó lòi bụng nó là bụng đâu nữa ạ. À? Muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dồi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn,
nhưng nhung nai chân cách thủy, thứ năm sừng tê giác đậu trắng, thứ sáu móng gấu ngâm mật gấu, thứ bảy gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy, còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi. Đừng con có lo, ba đừng có lo. Trời, mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con hơi thương bố, khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, ác bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, chánh, em nhiều bôi fan lắm, làm sao nhớ được mà. Con ơi! À, em bị tim thầm mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thầm, tôi thì thầm tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó cứ xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia! Mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sáp sáp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bước quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con, mình thoát ra. Dạ. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ gì. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó chọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió, già bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, thằng năm không được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn ha. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên đây. Ờ đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một không đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mình nóng rồi. Mũ đất. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt cái tao à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây, con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo, nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tần khúc chiều mưa nguyện anh trên. Ủa cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về đường khuya mưa rơi nấu nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Màu ơi. Ta bảo chứ chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dữ ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này. Dạ. Cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời ơi trời, lúc đó con mắt nó lim dim rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi, đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi chánh ơi. Nhớ hả? À
anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng cháy nhốt lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhốt lại. Mắt xưng tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt, có râu bạch kim, có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con mau. Tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày đỡ hại tao. Thằng nào ăn ngốc bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gần mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt chứ không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An. Khoan. Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Các người đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. I do know. Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nội quốc của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em, giống như trong cồn người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay, hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy thằng quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe, cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em Màu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, dạ. Sao cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chúc nữa tôi lăn hay chi. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời. Oh yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền An. Phan. Chuyện các người, các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô Nô. Trời ơi. Mày đang đỡ cái búa, sao mày thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi. Đem
đem nó đi ngay đi. Em mau. Anh no. Đem nó đi. Em mau. No. Đem nó đi đi. Đem nó đi ngay. Con tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe anh nói nè. No. Xin hãy hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh trai. Mai ta ra xa nhau thật rồi. Ê, cô cháy. Em biết khi tan bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ! Em mau!